Đó, hôm nay sẽ quay cho bạn coi khắc khắc chữ có một cái chi tiết khắc chữ Mastercam lên cái chi tiết này ha. Đó, bây giờ chúng ta mở bằng vẽ rồi phải không? Mọi thứ thiết lập phôi hết rồi, thiết lập thông số giao hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vô cái đường dẫn nè, click vô cái đường toolpath là đúng là cái này là nó cho hiển thị công công cụ cụ này, click vô là nó mất công cụ ha, hay công cụ nó ra đây là ha. Giờ click vô là nó sẽ tắt mất mất công cụ ha, để là mất mất cái con dao không. Chúng ta bật lại nhấn vô là đó, nó sẽ hiện con dao đây không, đó dao đó. Mà còn cho vô vô đây là chúng ta vô đây là vô đây để chỉnh ấy. Ban ban đầu á, ban đầu còn trên đây là cho nó chạy chạy dao nè ha, mô phỏng chạy dao. Ở đây bấm start nè, nó chạy nè, đó thấy nó chạy, mọi người thấy nó chạy không? Đó, nó chạy, nó khắc chữ nè, thấy không? Đó, nó khắc chữ nhưng mà nó có mấy cái dấu, cái vết này nhìn nó khó nhìn, chúng ta sẽ cho chỉnh lại như sau. Chúng ta dừng mô phỏng ở đây, chúng ta trở lại ngay từ đầu, thấy không? Giờ chúng ta sẽ vô đây chỉnh lại, option đây nó có hiện ra cái bảng này, hiện ra bảng này chúng ta bỏ dấu tích này đi, rồi chúng ta bấm OK. Đó thì bây giờ con dao của chúng ta nó chỉ như đây là chúng ta sẽ bấm chạy lại. Đó thì nó bây giờ chỉ có mỗi con dao thôi, và có cái hình nó chạy, nó vô phỏng khắc khắc chữ không, mọi người thấy không? Đó nó khắc chữ đến hết luôn đó. Đó. Tao quay cho mọi người xem là nó thấy không, nó khắc chữ á. Đó. Không, khắc chữ Mastercam. Đó. Rất là hay. Rồi, video đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại video sau.
It's not a game, it's a rage thing. Thank you.